Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 700 triệu đồng đối với công ty cổ phần phân lân nông chảy Lào Cai. Theo đó, công ty cổ phần phân lân nông chảy Lào Cai bị xử phạt do các hành vi vi phạm hành chính gồm quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng thực hiện chưa đầy đủ các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, đổ thải không đúng vị trí đã xác định trong thiết kế mỏ. Cùng với đó, năm 2021, công ty đã khai thác vượt công suất được phép khai thác, Cụ thể, công ty đã khai thác trên 713.940 tấn quặng năm 2021, vượt trên 213.940 tấn, tương đương 42,78% so với công suất được phép khai thác.